Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta tiếp tục đến với chuỗi clip không dành cho tất cả mọi người, phần 3. Và vì tập trước tôi đã nói, tôi sẽ nói sâu hơn về việc dòng số xã hội tự sát với những cái vấn đề của nó. Và hôm nay tôi sẽ nói sâu hơn. Và chúng ta sử dụng một cái bang, đó là bang Montana, à không, nhầm, bang Montana. Và bang Montana này sẽ hỗ trợ cho chúng ta đi xuyên suốt trong cái phần hôm nay. Và chỉ là một phần mở đầu của Montana thôi, nên là các bạn đừng có mà gọi là nói tôi là phải nói cho chu toàn, tại vì tôi là dẫn dắt để tôi nói sâu vô cho các bạn hiểu. Các bạn hiểu được thì các bạn cứ hiểu, các bạn không hiểu hãy mua sách về đọc. Đơn giản, đọc sách có thể khiến cho con người ta có thể có tri thức nhiều hơn, nhưng mà các bạn biết rồi đó, chỉ có thể nghe những con người tài năng xuất chúng hoặc là những con người mà có cái sự nói chuyện dẫn dắt để hỗ trợ cho các bạn. Các bạn coi ai cũng được, miễn sao mà coi họ các bạn thấy được cái kiến thức đó nó bổ ích là được rồi. Ok vậy nha, bắt đầu vô thôi. Ok, mở đầu cho chúng ta. Hôm nay tôi sẽ nói về bang Montana. Và bang Montana nó là một tiểu bang nằm ở trong nước Mỹ, là nước giàu nhất thế giới, nhưng nó là bang nghèo nhất. Vì vậy cho nên là bang Montana thật ra nó là một cái bang rất là nghèo, nhưng mà người ta vẫn yêu thích nó. Đó là bởi vì nó có những quang cảnh hùng vĩ, nó có những con suối chảy dài đằng đẵng, nó có những quang cảnh khiến cho con người ta đắm say lòng người. Đó là những vấn đề, những cái câu chuyện khiến cho một người ở Montana yêu thích nó. Đây là một câu chuyện của một giáo sư sử học tên là Stanford. Ông ấy đã từng đi tới ông ấy đã từng là một học sinh sinh viên. Vào năm 20 tuổi ông ấy đã phải làm việc trong một cái nhà xác tử thi. Và đối với một thanh niên còn trai tráng, còn chưa trải sự đời như ông ấy, thì thật sự tôi cũng không có tư cách nói điều này. Nói thiệt á, ông ấy cảm thấy công việc này rất là căng thẳng. Ông ấy có một người bạn, nhưng người bạn đó khuyên ông ấy hay đi câu cá đi. Và sau khi ông ấy câu cá thì ông ấy thích cái trò câu cá nha, và cái trò câu cá đó nó khiến cho ông ấy cảm thấy là cuộc sống nó tươi đẹp hơn rất là nhiều. Và một khoảng sau đó, vào năm 48 tuổi, ông ấy phải ly dị với người vợ của mình rất là khó khăn, và dành thời gian đi câu 3 lần một năm. Khi ông ấy về già thì ông ấy thấy rằng là mình không còn nhiều thời gian nữa. Nhưng mà bất chợt thay ánh sáng nó le lói và bùng cháy, ông ấy đã được nhận một cái cuộc khảo sát phòng thí nghiệm ở bên bang Montana, ở vùng thung lũng Bitterroot. Và ở đó ông ấy gặp lại một người quen của mình. Người quen đó kêu ông ấy là có thể đi câu ở bang Montana. Và ông ấy đã ở lại Montana một thời gian rất là lâu. Sau cùng ông ấy và gia đình ông ấy đã mua một căn nhà để sống ở đó. Và ông ấy cảm thấy là Montana rất là đẹp. Đó là câu chuyện của người bạn của ông Jed Diamond. Đó là một phần nói về việc Montana, nó nói là cái việc là Montana thật sự rất là đẹp và những cái vấn đề về thiên nhiên của nó thật sự cũng rất là tốt. Nhưng mà cái việc mà đẹp với tốt không đó, nó không có giúp Montana có thể sống sót được. Thành ra là Montana nó tuy là một cái đẹp, nhưng mà thông qua câu chuyện của tác giả tên là Jed Diamond, chúng ta sẽ biết được là Montana bị vấn đề gì. Ông ấy, ông Jed Diamond từng được cha mình dẫn tới bang Montana đi chơi. Thì cha của ông là một người bác sĩ, và ông ấy đã chữa cho một người tên là Johnny Hersey ở đó. Đó là chắc trai của ông Hersey, và đó là một người mà cũng gọi là khỏe mạnh, cũng ok lắm. Nhưng mà anh ấy bị mắc một căn bệnh nguy hiểm mà bác sĩ cho buộc phải bó tay ha. Và sau khi được chữa xong thì ông ấy, gia đình của ông ấy, ông Diamond được mời được gia đình của ông Hersey mời tới trang trại của họ chơi ha. Và 3 năm sau ông ấy đã quay lại là một chàng sinh viên còn nông nổi nhưng vẫn thích vui chơi. Thật sự nông nổi thì phải vui chơi thôi đúng không? Thì ông ấy tới đó cùng với chị và bạn của mình, tới đó cắt cỏ và chơi, nhưng ông ấy vẫn thấy rất vui và thấy rằng Montana rất đẹp. Và sau 45 năm cuối cùng ông ấy quay lại đó với mua một căn nhà và dạy cho con của mấy cách câu cá. Hai đứa nó cũng rất là thích câu cá, và cái đó là cái câu chuyện về cuộc đời của mấy. Nhưng điều đó cũng cho thấy rằng là ở dân bang Montana ha,
tuy nó đẹp, tuy nó là một cái nơi tốt để mà nghỉ dưỡng, là một nơi để xây dựng tổ ấm gia đình, hoặc là một nơi để có những khung cảnh để các bạn có thể tới coi, nhưng mà kinh tế và cái khoa học kỹ thuật của nó rất là nghèo nàn, và điều đó là những thứ khiến cho cái nền kinh tế của Montana đi xuống. Đó là vì sao mà ở bên Montana đó, thường thường á, người ta mua những cái căn nhà đó làm bất động sản, và điều đó cũng khiến cho cái việc những cái vấn đề về môi trường nó xảy ra nhiều hơn. Đó là về những Montana, những cái phần vấn đề liên quan tới Montana. Và vì tôi nói rằng là một xã hội nó sẽ thay đổi, nó sụp đổ như thế nào, thì tôi cũng nói rồi, có nghĩa là cái bang Montana đó họ tận dụng nhiều hơn, họ tận dụng tốt hơn, thành ra là những vấn đề môi trường xảy ra khi họ tận dụng đó, giống như chặt cây phá rừng xây nhà, đúng không, thì nó cũng là những thứ khiến cho cái thiên nhiên nó bị tổn hại, nhưng họ không thể nào nói được gì, đúng không. Đó là những vấn đề về môi trường. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục đi qua phần về kinh tế của Montana. Kinh tế của Montana nó có 3 giai đoạn. Giai đoạn này là nằm trong cả xuyên suốt cả lịch sử của thế giới. Kinh tế của Montana đầu tiên là nói về thổ dân ở đó, người người thổ dân châu Mỹ, thì họ là những người đã sống ở bên châu Mỹ được 13.000 năm rồi. Và trước khi mà người châu Âu mà du nhập vô trong cái châu Mỹ á, thì họ chỉ biết săn bắt và hái lượm, thành ra là cái nền kinh tế nó không được tốt, tại vì đâu có buôn bán gì đâu, chỉ có mình tự săn, mình tự bắt, mình tự hái, mình tự lượm, mình tự ăn thôi, đúng không. Thì đơn giản không có kinh tế, không có tiền. Khi mà người châu Âu du nhập vô thì họ mang những con thú vật vô và mang thêm những cái giống cây mới vô để từ đó phát triển lên nông nghiệp ha. Và cái khoảng thời gian đó giờ nằm những năm 1860, và vào những năm đó thì những cái đoàn thám hiểm, họ thám hiểm bang Montana, thám hiểm châu Mỹ, tại vì họ mới đặt chân lên châu lục mới mà họ phải thám hiểm thôi. Và khi họ thám hiểm và họ biết rõ về bang này xong, bắt đầu nó kéo theo thợ mỏ và thợ săn từ các nước khác tới, à chủ yếu là Canada và nước Mỹ. Rồi sau khi mà họ kéo tới đó và họ sinh sống, họ săn bắt cũng như họ khai thác những cái tài nguyên thiên nhiên ở đó, bắt đầu nó nảy sinh chuyện. Nó nảy sinh chuyện là vì sao, là bởi vì những cái người thợ mỏ đó cần đồ ăn, cũng cần thức uống, và từ đó nó bắt đầu sử dụng những cái nguồn tài nguyên thiên nhiên khác, à và chặt cây phá rừng để xây nhà sinh sống, rồi cũng những vấn đề về việc trồng trọt. Nhưng mà lương thực của người ta thì những người mà gọi là đi đào mỏ, những người lộn nhập, những người khai thác mỏ chứ đào mỏ nghe nó kỳ quá đúng không, những người mà họ khai thác ở đó thì họ được trồng ở những khu nông nghiệp được gọi là vành đai chuối của Montana. Nơi này có khí hậu ôn hòa nhưng mà lượng mưa thì khá là thấp, và thực vật tự nhiên thì cũng chỉ có cây ngải đắng. Đó là lý do vì sao mà khi người châu Âu du nhập lên trên bang Montana, họ cần phải mang theo những cái vật mà nông nghiệp để mà họ có thể sử dụng nó tốt hơn, giống như là cà rốt, lúa, rồi lúa mì, rồi mấy cái khoai tây, khoai tiết đồ để người ta ăn chứ, đúng không. À, và từ đó nó phát triển lên ngành nông nghiệp. Nhưng mà nó cũng là một phần quan trọng khi mà lúc đó hệ thống nước nó không có tốt, và khi đó chúng ta đã làm ra, người châu Âu đã làm ra được hệ thống Big Ditch. Big Ditch có nghĩa là đờ y tờ e đờ y tờ à không ờ à, đúng rồi, đờ y tờ cờ h đó. Big Ditch đó là một cái hệ thống mà tưới tiêu, là một cái hệ thống mà hỗ trợ cho nông nghiệp của vùng Montana. Điều đó khiến cho Montana nó phát triển rất là nhiều. Và sau khi mà có được tất cả những cái vấn đề đó, những cái người dân rồi những cái ngành công nghiệp mới bắt đầu họ du nhập lên Montana rồi, bắt đầu Montana bước qua giai chuyển thứ ba, là những giai đoạn rất là thịnh vượng. Đó là những giai đoạn mà dựa vô chủ yếu là những cái vấn đề là khai thác nông nghiệp, khai thác lâm nghiệp, rồi khai thác về khoáng sản ha, cũng như là xây đập nước. Thì những cái thứ đó nó cũng góp phần gọi là phá hủy bang Montana, cái tự nhiên của bang Montana. Và trước khi đó thì cái số cây táo, khi mà người ta chưa có phát triển những cái ngành đó đó, thì số cây táo nó tăng càng ngày càng nhiều. Tại vì người ta ở bang Montana á, khi mà những người châu Âu họ du nhập lên đó, thì người ở bang Montana thì người di cư vô bang Montana họ muốn có thực vật để họ ăn, vì vậy cho nên họ trồng táo. Và bởi vì lúc đó là đất rộng người thưa, thành ra là cái việc mà trồng táo rất là nhiều, và số cây táo đã đạt đến đỉnh điểm vào những đầu những thế kỷ 20 ha. Và điều đó đã khiến cho cái độ quan trọng của việc khai thác giảm. Đó là bởi vì sao, là bởi vì khi mà bước qua cái giai đoạn thứ ba thì nó quá nhiều cây, và khi họ khai thác như vậy đó thì những cái vấn đề đó nó không còn trở nên gọi là quan trọng nữa, đúng không. Nhưng mà có một vấn đề là cái việc họ phát triển theo cái kiểu là khai thác dầu mỏ đồ đó, thì nó cũng có những cái vấn đề ảnh hưởng à. Nhưng mà khi đó thì nó tạo ra được những vấn đề khác, thì cái điều này
chúng ta nói sau khi chúng ta nói về một vấn đề khác. Cái này vấn đề này đúng là tôi phải nói trước, mà như tôi tự nhiên trong đầu tôi vừa mới lé lên hay là tôi quên, là khi mà Montana nó trải qua hết cả ba giai đoạn kinh tế rồi thì bắt đầu nó xảy ra cái vấn đề khác. Cái vấn đề đó là thợ mỏ kích thích kinh tế phát triển, thợ mỏ kích thích kinh tế phát triển, thì khi đó nó phát triển về những cái vấn đề như là lương thực và những vấn đề công nghiệp để mà đáp ứng những nhu cầu thị trường. Và nhiều cây gỗ đã bị chặt đi, thì những cái khúc đó nó mới có thể góp phần dẫn đến cái việc vành đai chuối, rồi dẫn đến những mưa thấp được gọi thực vật để đó. Thật ra đúng là tôi phải nói cái phần này trước, nhưng mà tự nhiên là tôi quên luôn là cái việc thợ mỏ nó kích thích cái nền kinh tế phát triển. Đúng rồi, phần quên này rất là quan trọng, nhưng mà hên là tự nhiên tôi lét sáng trong đầu tôi ra, thành ra là tôi kể lại, nói tóm lại để tôi nói từ cái khúc mà nãy ra nhập thợ mỏ. Sau khi mà nhiều người lên trên bang Montana, họ kích thích kinh tế phát triển, và từ đó nó bắt đầu có công nghiệp và nông nghiệp. Công nghiệp thì khai thác vàng, khai thác đồng, còn nông nghiệp là trồng trọt chăn nuôi. Trồng trọt thì nó sẽ chọn trồng trọt và chăn nuôi, thì họ trồng ở một cái nơi y là vành đai chuối. Vành đai chuối là một cái nơi mà có khí hậu ôn hòa, và tuy là thời tiết thì là lượng mưa trong năm hơi thấp, và lại thực vật tự nhiên thì cũng không có nhiều, nhưng mà điều đó cũng là một cái nơi có khí hậu ôn hòa để mà người ta mang nông nghiệp của người ta lên đó người ta trồng. Và khi đó nó phải xảy ra những vấn đề về nguồn nước. Vấn đề về nguồn nước thì bắt đầu đi qua cái hệ thống Big Dish. Hệ thống Big Dish có nghĩa là người châu Âu khắc phục cái vấn đề về nguồn nước bằng cách là tạo ra hệ thống tưới tiêu. Và khi đó thì số cây táo do được tưới tiêu đầy đủ thành nên nó tăng lên và nó đạt đến đỉnh điểm đầu đầu thế kỷ 20. Và khi đó thì khi cái sản lượng nông con nông nghiệp và tự nhiên nó quá nhiều á, thì dẫn đến cái việc độ quan trọng của khai thác nó giảm, và từ đó thì cái giải trí và du lịch nó bắt đầu phát triển tốt hơn. Thì đây là cái phần hồi nãy tôi thiếu là giải trí và du lịch. Giải trí và du lịch là một cái phần mà khi cái người ở Montana đó họ chỉ dùng đất để chăn nuôi và trồng trọt, thì có những người tận dụng được lợi thế và cái sắc đẹp của cái vùng Montana để họ sử dụng nó cho những vấn đề về việc buôn bán và bất động sản. Ví dụ có một nhà môi giới tên là Stockholm Syndrome, nói chung là Stockholm Syndrome nó không phải là nhà môi giới đâu, nói chung là các bạn đừng có hiểu lầm, các bạn nên tìm hiểu đi Stockholm Syndrome là cái gì. Thì có một cái nông trại, có một người môi giới đặt tên cho một cái nông trại mình mua là nông trại Stock, và ở đó nó có rất là nhiều mảnh đất để mà bán cho những cái người nhà giàu. Và khi mà người dân ở Montana thấy là ồ, tự nhiên ông này ông bán đất mình cho mua với giá cao quá, thì thành ra là bây giờ đất ở đất chật người đông, đúng không, tăng giá trị đất lên là đúng không, và tạo ra những vấn đề mới về môi trường. Tại khi có nhiều người vô thì những vấn đề mới về môi trường giống như vấn đề về rừng là phải chặt cây phá rừng xây nhà, vấn đề về đất là phải tốn đất trồng trọt, rồi tốn đất để mà sinh sống, đúng không, rồi vấn đề về nước nhiều người sử dụng quá không ai lọc nước thì điều đó sẽ xảy đến vấn đề gì, nước bị ô nhiễm, đúng không, rồi không khí. Không khí làm sao, thực sự không khí không cần phải ô nhiễm gì đâu, nhiều người hít thì đơn nhiên là cái nồng độ khí khác của nước nó cao hơn đó, tôi đơn giản vậy đó, nhưng thật ra thì nó không phải, đúng không. Nè, và sau những cái phần đó thì bắt đầu có một ngành mới, đó là ngành công nghiệp bắt đầu phát triển, đó là ngành khai thác mỏ. Thì người dân ở vùng Montana lúc đầu họ biết cái ngành khai thác mỏ là ngành khai thác mỏ, chứ tôi cũng đâu có biết cái gì đâu. Nhưng mà sau này người ta mới phát hiện ra là ồ, hình như cái thành ngành khai thác mỏ này nó bắt đầu nó gây cái gì. Hôm bữa tự nhiên mình đang ngồi tự nhiên mình thấy cái gì mà tự nhiên cỏ nó chết một đống ở đây, mình lại mình ngửi ngửi cái chợ mình mắc ói quá trời luôn nè, thật là kỳ lạ. Thì ra là do cái thằng ngày khai thác mỏ tụi bay làm, mà tụi bay chất thải, tụi bay thải ra từ cái quá trình tụi bay khai thác mỏ, cái quá trình tụi bay luyện kim, tụi bay không có chịu dọn dẹp và làm cho cây cối rồi sinh vật rồi nó chết hết rồi, nghe chưa. Thì khi đó những người ở người dân họ rất là cuồng nộ, đám đông cuồng nộ, họ mới bắt đầu họ lên tiếng. Thật ra thì đám đông cuồng nộ là một cái hiện tượng khi mà bạn đi theo đám đông, nhưng mà thật ra đám đông cuồng nộ này cuồng nộ đúng đó, tại vì trời ơi chỗ mình ở mà tự nhiên bây giờ nó vô nó giống như là các bạn cứ tưởng tượng giống như là vô có một người mình đang ở trong một cái cánh đồng tốt đẹp, tự nhiên trong một cái cộng đồng nó rất là sạch sẽ, tự nhiên có đứa vô thải cầm nóng rồi đó gọi đi chỗ khác. Thải có nghĩa là thải các chất hóa học độc hại, các bạn đừng có nghĩ bậy, ok chưa. Rồi thì khi như vậy á thì người dân người ta phẫn nộ, người ta bắt đầu người ta kiện các công ty, chứ các công ty không, tôi không biết gì cả, không có liên quan gì tới tôi hết, tôi đừng có nhìn mặt tôi, đừng có nhìn, im lặng nghe chưa. Là nha, các anh mà nói chuyện là các anh có chừng tôi đó, là kiểu vậy đó ha. Thì thật ra khi đó
cái công ty chối bỏ trách nhiệm, và điều đó làm cho người dân phẫn nộ hơn nữa, đúng không? Tại vì bây giờ nó sai rồi mình nói nó, mà giờ nó bỏ luôn thì đương nhiên rồi. Thật ra trong trường tôi đôi lúc thì tự nhiên bánh lộn xong rồi mấy cô giáo cũng có mấy đứa hay tự bỏ trách nhiệm gì đó ha. Và hồi ra hồi nhỏ tôi cũng là một trong số đó. Rồi nói tiếp à, thì khi đó người dân gây sức ép lên cho chính quyền nước Mỹ khi mà nước Mỹ nó được thành lập rồi đó ha. Thì lúc đó nước Mỹ mới nói rằng là phải mua một cái loại cổ phiếu, một cái loại thuế để mà trả tiền, để mà xử lý lại cái chất thải mà các anh đã thải ra trong quá trình luyện kim. Điều đó khiến cho người dân là ok hơn, nhưng mà các công ty thì đương nhiên rồi, công ty nó hoạt động vì lợi nhuận mà, thành ra là nó cố gắng nó giảm cái số tiền mà nó phải trả đi hết mức có thể. Và điều này là làm gì, đã làm cho cái việc dọn dẹp vệ sinh không được tốt cho lắm, và điều đó khiến cho người dân càng ngày càng phẫn nộ, đúng không? Khi đó họ nói rằng là hả, những cái công ty khai thác mỏ chỉ làm lợi cho người chủ thôi, công ty khai thác mỏ thải mà không chịu hốt. Ừ, nó cũng nghe hơi kỳ, nghe cái từ nó hơi bình dân xíu, nhưng mà thôi các bạn hiểu mà, đúng không ha. Và khi đó người ta rất là khó chịu lắm luôn á. Và khi mà người ta khó chịu gì thì đương nhiên là chính quyền phải xử lý. Và hiện tại thì hầu hết các công ty mỏ họ thường phải dọn dẹp lại những cái chất độc mà họ đã thải ra, cũng như là hỗ trợ để người dân có một môi trường xanh sạch đẹp, đúng không? Và thật ra cái điều đó cũng có một phần nói về việc tác giả thúc ép người dân hành động. Người dân hãy hành động đi, hãy lên tiếng như những cái gì bất công đi, hãy nói chuyện, đừng có để khi nào bạn là nạn nhân rồi bạn mới nói. Bạn phải lên tiếng khi bạn thấy trên thế giới có bất cứ thứ gì mà bạn thấy nó không đúng. Khi các bạn đồng lòng, khi các bạn lên tiếng, giống như là 90 mấy, 1 tỷ người đi ha, 100 triệu người, hoặc là 1 tỷ người, hoặc là 10 triệu người, nói chung là nhiều người, càng nhiều người lên tiếng thì sức ép của chính quyền sẽ tốt hơn. Bởi vì theo một cái vấn đề rất là đơn giản, không có dân không có ai làm vua được, đúng không? Vì vậy cho nên các bạn chính là người nắm giữ cái tương lai của đất nước này, cho dù họ có mà hả dùng những biện pháp tàn ác, giống như ở hồi hỏi bên Hàn Quốc á, ở bên Hàn Quốc trước khi mà nó trở thành một cái nước tư bản ha, nó là một cái nước đàn áp người dân. Người dân mà nói cái gì xấu gì nó á, là nó quánh, là nó cầm cây ba to nó phang vô đầu á, rồi nó bắt vô tù luôn ha. Và điều đó nó dùng báo chí để nó lừa dối, điều đó khiến cho người dân rất là phẫn nộ. Và các bạn thấy không, khi mà người dân họ hy sinh luôn cái mạng sống của họ để cho con cháu họ sinh ra được ở trong một cái nền mà mình tốt hơn. Bây giờ các bạn nhìn đi, Hàn Quốc á, mình có những người họ thậm chí là họ phải chạy qua Hàn Quốc họ làm luôn, đúng không? Điều đó khiến cho Hàn Quốc trở thành một nước rất đáng để ngưỡng mộ và học tập ha. Rồi, nhưng mà thật ra đó chỉ là phần phụ thôi. Cái việc thúc ép người dân hành động đó, thật ra nó đã hành động rồi mà. Cho nên là cái việc mà các ngành mỏ ngày nay họ phải xử lý cái chất thải của họ là đã điều đương nhiên rồi ha. Và chúng ta nói thêm một cái vấn đề khác, đó là nói về những cái đập nước. Sau khi mà nó cảm thấy ngành mỏ không được thì nó bắt đầu chuyển qua đập nước. Là thế này, thật ra tôi nói thôi, thật ra là họ là hai công ty khác nhau. Cái đập nước đó được dùng để làm cái đập thủy điện giống như Việt Nam ngày nay vậy đó, là những công nghệ hiện đại và hỗ trợ rất là tốt cho người dân. Nhưng mà có một cái vấn đề là cái đập đó tự nhiên nó lại tạo ra quá nhiều chất độc, khi mà những cái quá trình sản xuất điện từ của nó tạo ra những cái vấn đề về kim loại và nước nó bị ô nhiễm. Điều đó khiến cho việc làm mặn hóa đất nhanh hơn, những cái nguồn nước ngầm nó bị cái chất hóa học, nó bị cái chất kiềm á, nó khiến cho cái tình trạng đất và tình trạng nước trở nên quá là kỳ cục. Thành ra là khi đó người dân cũng lên tiếng rồi thì đương nhiên rồi, cứ cần dân lên tiếng là chính quyền nghe thôi. Thành ra là khi sau một khoảng thời gian thì đương nhiên chính quyền cũng đã phải xử lý luôn những vấn đề đó à. Nhưng mà bắt đầu tôi đã nói rồi, ở trong đây nó có về khai thác gỗ, khai thác mỏ và sản xuất lương thực. Thì sản xuất lương thực với khai thác mỏ là xong rồi đó, đúng không? Vậy còn một cái nữa, khai thác gỗ, đúng không? Thì khai thác gỗ nó cũng có cái hại và cái lợi của nó. Thì có một sự kiện là ở bang Montana, có một khoảng thời gian khi đó thì chính quyền, cái bộ kiểm lâm của nước Mỹ nó không được tốt lắm, thành ra nó gặp cây nào nó chém, chém hết, giống như mấy ông vua chém hết cho tao chém, gặp thằng nào là chém là nó thôi chém, chém cho tao à, nói ở ra là gặp xong là chém, gặp cây nào là chém cái đó. Không có cái vấn đề mà cây cối gì mà cây cối là dùng để chém, với cây cối mà không chém thì làm gì nữa, đúng không? Ý đó là cái ý của mấy người mà họ muốn chặt cây để họ kiếm tiền á. Thì khi đó người dân phẫn nộ lắm trời, đúng không? Tại vì tôi đã nói, giống như hồi nãy tôi đã nói, Montana là một nơi có phong cảnh thiên nhiên đẹp mà kinh tế thì hơi ít đi. Điều đó chứng tỏ rằng là việc nó đẹp là gì, đẹp gì thiên nhiên, mà bây giờ đi chặt cây chặt chọc đồi luôn thì trời, chặt bây giờ từ đồi cây xanh thành đồi trập thì đương nhiên nó nhìn rất là xấu. Và người dân là những con người mà đi theo cái hướng thiên nhiên, mà đã là thiên nhiên thì sao, đẹp đẹp cho tôi, nhất quyết là phải đẹp. À, nó giỡn thôi chứ ra là người dân họ cảm thấy là chẳng vậy là thiên nhiên chết hết rồi sao đỡ, đúng không?
khi đó họ lên tiếng. Và chúng ta đi theo quy luật, dân lên tiếng, nhà nước đáp ứng, nhưng mà đáp ứng đủ điều kiện thôi, chứ đáp ứng quá là mệt lắm á ha. Rồi thì khi đó người ta mới ra đầy đủ các bộ luật về cái việc là cấm chặt cây, rồi cấm 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 đủ thứ, cấm này cấm lọ, cấm lọ cấm chai, nói chung cấm đủ thứ. Và cuối cùng có những cái việc là bây giờ cái thiên nhiên mình nó nhiều lắm, nhưng mà từ đó nó gây ra cái hại, đó là thứ nhất nhiều công ty khai thác gỗ phá sản làm mất việc làm. Các bạn cứ nghĩ là thiên nhiên được rồi việc làm cần gì đâu, không không có đâu các bạn ơi. Không có tiền thì các bạn không mua đồ ăn được, các bạn phải tự trồng trọt. Các bạn nghĩ coi, nếu như các bạn già, các bạn tự nhiên đang làm, tự nhiên nó bị đau lưng, đau lưng rồi ai làm, đúng không? Điều đó có nghĩa là rất là khó khăn. Vì vậy cho nên ta mới cần tiền để mà phát triển kinh tế đó các bạn ha. Và vì vậy cho nên là khi mà những cái công ty mà khai thác gỗ nó phá sản thì đương nhiên dẫn theo là nhiều người có công việc có lương cao bị mất việc làm. Thì đó khiến cho người ta cảm thấy buồn bực, nhưng mà cũng đâu nói gì được, tại mình lên tiếng mà. Rồi cái thứ hai, khi mà đội kiểm lâm họ yêu cầu cái việc là không, chúng tôi nhất quyết là không phải nhận lộn, cái này không phải nhất quyết nha, chúng tôi mong rằng là các anh hiểu cho chúng tôi để cho chúng tôi chặt cây. Rồi tại vì giờ cây nhiều quá, các anh để mấy năm, mười mấy năm rồi các anh không chặt, bây giờ cây nó nhiều quá rồi chúng ta phải chặt đi chứ, không nó cháy rừng. Người dân hay lắm các bạn, người dân không, chúng tôi không muốn bất cứ thứ gì liên quan đến ta không tự nhiên, các bạn phải để cho nó có cái sự tự nhiên, nó tự sinh tự diệt ha. Rồi các nhà môi trường cũng xúm vô, đúng rồi, các công ty chỉ biết làm lợi cho mình thôi, các anh không biết nghĩ đến cái ý chí của chúng tôi. Các anh nghĩ rằng hả, những nhà môi trường và người dân ở Montana của chúng tôi yếu ớt lắm hả? Không có đâu. À thật ra là cái đó là tôi nói thôi, chứ thật ra họ không có nói vậy, tại vì chỉ có người mà nói chuyện mà kỳ cục quá thì nói vậy thôi, chứ thật ra tôi cũng nói chuyện nó cũng nói chung á, họ dùng lý lẽ và họ trì trệ những cái vấn đề, những cái yêu cầu hoặc là những cái việc xin phép để mà chặt cây ở bang Montana. Và khi đó nó thứ nhất làm cho cái cục, cái sản lượng, cái lợi nhuận của cục kiểm lâm giảm đi 80% trong một năm. Bây giờ các bạn có thể gặp một ông chủ nào đó, hoặc các bạn gặp ba mẹ bạn làm nghề gì cũng được, miễn là không phải là nghề nào mà làm một mình, một thân một mình là được rồi. Các bạn cứ hỏi, ồ ba mẹ ơi, 10% trong một năm bị giảm đi là nhiều hay ít ba mẹ? Thì lúc đó ba mẹ bạn sẽ cho bạn câu trả lời, rồi lúc đó bạn có thể tự suy ra là gấp 8 lần của 10% là nó nhiều hay là ít. Ok không? Ha. Thì cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, cái hại cũng tới với người dân của Montana là khi đó cái tỷ lệ cháy rừng tăng cao, tại nhiều cây dễ cháy rừng mà, đúng không? Thì khi đó cái tỷ lệ cháy nó tăng rất là cao, nó gọi là tăng, gọi là cao chót vót luôn á các bạn ha. Và nó gia tăng những cái vụ cháy rừng từ năm 1988 tới năm 2003 là những cái năm mà nó cháy rừng rất là nhiều. Và khi mà người dân phát hiện ra ô hình như nó cũng cháy rừng nè các bạn ơi, nó cũng cháy rừng nè bà con ơi, thì lúc đó chúng ta bắt đầu làm gì? Họ bắt đầu chơi trò đi quá xa, anh đi xa quá. Lúc đó họ bắt đầu nói kiểm lâm phải lo vấn đề này, tôi không có chấp nhận. Kiểm lâm mà làm như vậy hả, tự nhiên để cho tụi tôi cháy rừng vậy, kiểm lâm là làm kiểu gì vậy ha. Lúc đó kiểm lâm cũng bức xúc lắm, tại vì mình đòi chặt cây để mà nó bớt cháy rừng thì tụi nó không chịu, mà bây giờ nó cháy rừng rồi thì nó đổ lỗi cho mình, đổ là sao vậy, đúng không? Thế là lúc đó thì trái đất nó cũng trái đất rất là tròn các bạn, khi mà họ nói vậy đó. Rồi kiểm lâm cũng ghê lắm, kiểm lâm nói ok chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết được, các anh cứ từ từ, các anh đừng có vội, các anh đừng có nóng, các anh đâu phải là bị tạt nước sôi vô người giống như cái hàng kia, nước sôi đây đâu có đâu ha. Thì khi mà người dân Montana nói vậy á, thành ra là người ta mới kêu là kiểm lâm mới kêu là thôi bây giờ á, để cho tụi tôi làm cái mấy vụ cháy có kiểm soát, tụi tôi chặt bớt cây đi người dân. Không, phải để tự nhiên, nhất quyết là phải tự nhiên. Rồi, tôi để ra tự nhiên luôn. Sau đó người dân chơi thêm trò hôn lắm các bạn, vô trong rừng xây nhà ổ mài liếng liền luôn. À, sau khi vô trong rừng xây nhà, họ xây những con suối để đi câu cá ha. Thì khi mà xây vậy đó thì cháy rừng xảy ra thì làm gì? Cháy rừng xảy ra thì lại bắt đầu ới kiểm lâm. Tự nhiên trong câu chuyện này lúc đầu tôi thấy kiểm lâm còn sai, tự nhiên hôm nay bây giờ tôi nói vô, tự nhiên tôi thấy tội nghiệp anh kiểm lâm ghê. Kiểm lâm của mình đang cố gắng bảo vệ người dân mà giờ dân làm mình tiến thoái lưỡng nan thế cũng chết ha. Thì khi đó kiểm lâm mới khi mà xảy ra những vụ cháy rừng mà tự nhiên giống như do sét đánh hoặc là do những vấn đề đó mà con người họ trong đó họ tự gây ra đó, thì họ đòi kiểm lâm đòi khôn lắm các bạn, giống như các bạn đi mà xin vé số, các bạn đi mà gặp trên đường mà bạn thấy ai giống như kiểu là tôi có thể cho bạn một điều ước bất kỳ các bạn. Nếu như bạn cho tôi 500.000, cái sau đó bạn đưa 500.000 cho nó, các bạn kêu nó đưa bạn 10 triệu, giống giống vậy á. Khi đó
Thì cái người ở trong bang Montana, người dân bang Montana đã chui vô rừng xây nhà rồi, còn hơn cái là xây trước mấy cái dòng sông, xây trước mấy hồ nước để có chỗ đi câu cá, mà vẫn đòi để có cây gần nhà. Thành ra lúc cháy thì cháy luôn cái nhà, thành ra người ta bắt đầu chạy ra khỏi rừng rồi, thế là cứu sống được mạng mình rồi, bắt đầu dở thối đúng không, được đằng chân lên đằng đầu mà. Kiểm lâm các anh làm vậy là không được, các anh làm thế mà các anh coi được à. Rồi bắt đầu hả, chỉ trích kiểm lâm này nọ, kiểm lâm lúc này chịu không được đúng không, giặt nước tràn ly. Bắt đầu tụi tôi sẽ không phí bất kỳ sức và không phí tiền tài, không phí sinh mệnh của bất kỳ thế đi, ok hết rồi, không phí sinh mệnh của bất kỳ một lính cứu hỏa nào cho cái vấn đề nhận ý của các bạn. Các bạn nghịch ngu, tôi xin lỗi, tôi thường thường ở trong ở ngoài đường thì đây gọi nghịch ngu thôi, chứ thật ra nói là các bạn dại dột thì đúng hơn. Dại dột nghe nó văn minh, chứ giờ nói nghịch ngu thì sao nghe nó mang hàm ý kỳ cục quá ha. Mày có như tôi cắn lưỡi ai da. Ok, tôi xin lỗi, chúng ta tiếp tục. Mặc dù hơi máu máu nhưng thôi kệ, không sao đâu, tôi là một con người có thể chịu đựng đau đớn như các bạn mà. Kiểu là mới nói tiếp, chúng tôi đã cố gắng để mà khuyên các bạn là chúng tôi phải thực hiện thực hiện những cái biện pháp phòng cháy chữa cháy, các bạn không chịu. Bây giờ cháy nhà các bạn phải chịu thôi, các bạn không thể nào đổ lỗi cho chúng tôi vì chúng tôi đã cố gắng hết sức mình rồi. Người dân dãy đúng không, dân là chỉ có cái tròi dãy thôi. Bây giờ dân một lên tiếng hợp lý, nhà nước theo, dân lên tiếng bất hợp lý, nhà nước phải theo thôi. Giờ không theo thì sao, giờ theo không theo dân bỏ nước đi thì nước hết còn mạnh rồi đúng không. Thì khi đó nó mới bắt đầu xảy ra những vấn đề tranh chấp giữa bộ kiểm lâm và người dân. Và cái điều đó nó đã kết thúc khi mà người dân đã phải chấp nhận rằng thật ra chúng ta cũng quá bảo vệ thiên nhiên đi, chúng ta cũng quá chăm chú vào thiên nhiên rồi, điều đó có thể là gây tác hại cho mấy anh kiểm lâm. Thành ra đâm ra thành ra là mấy anh kiểm lâm dối, mấy anh kiểm lâm không giúp luôn. Thành ra đơn giản thôi, mình đang muốn giúp nhưng mà cách giúp của mình là được cho người coi, người ta nói là hả, mình muốn kiếm cái cớ để mà mình hả, tàn phá thiên nhiên, tàn phá môi trường cho cái mình muốn chặt cây để giảm thiểu rủi ro rừng. Oh my god, đó đúng là những con người thông minh ở bang Montana. Nhưng bây giờ nó hết rồi các bạn, bây giờ nó đã được trở thành một cái bang được kiểm soát kỹ càng, và cái việc chặt cây chặt phá thì nó được kiểm soát trong cái vấn đề của nhà nước rồi. Nhưng mà chúng ta không nói về những vấn đề này, bởi vì chúng ta đang nói về những cái vấn đề của Montana hồi trước. Sau khi đó nó bắt đầu xảy ra những vấn đề khác về đất. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn chặt cây nó cũng liên quan tới đất, các bạn chặt cái gì nó cũng liên quan tới đất hết, các bạn chặt cây cũng liên quan tới đất, các bạn đất chặt người đông nó cũng liên quan tới đất, các bạn đất rộng người thưa nó cũng liên quan tới đất. Mà các bạn bắt đầu hiện đại lên, các bạn thải chất độc ra môi trường nó cũng liên quan tới đất, tại vì đất nằm ở dưới mà mình làm gì trên đầu thì từ từ nó cũng xuống đất thôi đúng không, đơn giản ha. Thì khi mà người ta chặt rừng, người ta tạo ra những cái chất hóa học vậy á, tích góp những cái đó lại, thì sau khi nó được xử lý hết rồi, nhưng mà bang Montana vẫn còn để làm số dư chấn, cũng như là cái việc là nó có hai hạt, hạt có nghĩa là huyện đó các bạn, thì hai cái đó là huyện Gravelly và huyện nhầm hạt Gravelly và thung lũng Bitterroot, là gọi nó là hạt, nó cũng như nó to bằng cái huyện nhưng mà nó là một cái, nó nằm trong cái thung lũng gọi là thung lũng Bitterroot ha. Thì ở đó cái ở một nơi là hạt Gravelly thì dân số là đất rộng người thưa, thành ra là cái kinh tế của nó yếu quá, nhưng mà được cái là nó có được cái nền thiên nhiên tốt đẹp. Còn bên thung lũng Bitterroot đất chặt người đông, kinh tế tốt nên thành ra nó bị nhiều vấn đề về môi trường về đất. Nhưng mà hai cái đó chỉ là hai cái hạt nhỏ của bên bang Montana mà thôi. Nói tóm lại cả bang Montana bị những vấn đề về đất, bởi vì sao, dựa trên những cái vấn đề trên mà tôi đã nói, bang Montana bị những vấn đề về đất như sau: do những vấn đề luyện kim, khai thác gỗ, khai thác nước, phát triển công nghiệp, đất rộng người đông, đất chặt người đông, rồi có những chỗ thì phát triển kinh tế quá ít, thành ra là những vấn đề về đất của Montana nó bị là dễ mặn hóa, nhanh bạc màu, khó hồi phục, sạt lở nhiều, thành ra từ đó nó tạo ra những cái hại cho người dân bang Montana. Và thứ đó nó khiến cho bang Montana trở thành một cái bang vừa nghèo mà vừa giàu. Có nghĩa là sao, nó giàu về cái mặt là thiên nhiên tốt đẹp nhưng mà nó nghèo về cái việc là nó kinh tế nó không thể phát triển quá tốt. Là điều đó cũng khiến cho cái việc phát triển của cái bang Montana nó trở nên khó khăn hơn. Nhưng mà tôi đang nói đây là nói về việc lấy ví dụ cho cái bang Montana, nó là cái ví dụ của thời hiện đại về việc là chúng ta tự sát sinh sái đó các bạn.
Đó là về cái việc là nó đang tự phá hủy những nguồn tài nguyên của chính nó. Nhưng mà thật may mắn là chính quyền nước Mỹ hiện tại đã cố gắng để khôi phục lại cái nền thiên nhiên cũng như là bảo tồn nó, để tạo một nền kinh tế vừa có đậm giàu thiên nhiên mà vừa bảo vệ thiên nhiên luôn. Từ đó hiện tại bang Montana đang là một bang khá là phát triển, tuy nó hơi chậm, và nó cũng là một cái bang mà được nhiều người ở trên nước Mỹ yêu thích khi mà nó là một cái bang rất là đẹp ha. Nhưng mà chung quy lại tôi đang muốn nói ở trên đó là, thứ nhất, bang Montana là một nơi có hoàn cảnh hùng vĩ nhưng mà cái nền kinh tế của nó rất là khó khăn, khoa học kỹ thuật của nó rất là tệ. Thứ hai là hiện tại bang Montana nó đang bị rất nhiều vấn đề về môi trường mà những xã hội khác của chúng ta, xã hội người Maya, người Nò đã từng bị, nhưng nó vẫn tồn tại vì nước chính quyền của nước Mỹ đã cố gắng hỗ trợ. Và thứ ba, cuối cùng, bang Montana bị khá là nhiều những vấn đề liên quan về những cái những cái giai đoạn kinh tế, và cũng khiến cho chúng ta hiểu được cái việc là chính quyền nó cũng có cái tốt của nó, người dân cũng có cái tốt, nhưng mà nếu như mà người dân lên tiếng mà không phù hợp, chính quyền không thể làm được, thì người dân có thể bỏ đi, không ai bắt được người dân hết, tại đâu có ai mà nước nào mà cử công an ra đứng trước cổng máy bay nào đi qua nó bắn cho cái đâu, đâu có. Làm vậy người dân thà thiệt là giống như là cái kiểu mà có những người sẵn sàng chết vì bạn, những người kiểu trên đời này tôi phải làm bằng cá không thì tôi chết còn hơn, kiểu vậy đó ha. Thì điều đó là những cái thứ mà chúng ta cần phải biết, chúng ta cần hiểu để thay đổi lại cái xã hội của chúng ta, để khiến cho xã hội của chúng ta, bất cứ xã hội nào, xã hội Việt Nam, Campuchia, Singapore, Thái Lan, gọi là xã hội của nước Mỹ, cũng cần phải tự tiến triển và tự sinh sôi nảy nở tốt hơn. Đó là những gì tôi muốn nói hôm nay. À không, nó đúng hơn là đó là những gì mà những cái câu chuyện của tôi đang muốn nói kỹ ra, để chúng ta hiểu được rằng xã hội của chúng ta và cái bang Montana đó nó cũng như nhau, nó cũng đang phải chịu những vấn đề môi trường như nhau, nó cũng đang phát triển, cố gắng tìm cách phát triển như nhau. Và đây là cái thứ, cái hồi chuông cảnh tỉnh, nó có thể gọi là cái cuốn sách hoặc là cái câu chuyện giúp đỡ cho chúng ta hiểu được về những cái loại biến đổi môi trường, những cái thiệt hại về môi trường, để cho những nhà lãnh đạo đất nước có thể tránh những cái vấn đề này hoặc là phát triển giống như bang Montana hiện nay. Tuy rằng là cái vấn đề về thiên nhiên của nó đã được khắc phục nhưng mà nó vẫn đang tiến triển về kinh tế khá là chậm đó. Và đó là những phần của ngày hôm nay. Thì để tôi nhắc lại kỹ, thời gian nãy giờ tôi nhắc nhiều lần đó, nói chung là tôi cũng rối lắm đó các bạn. Nhưng mà nói chung là các bạn, cái câu chuyện của tôi đang nói về bang Montana cuối cùng nó có những vấn đề về đất, và những vấn đề đó là do cái ba giai đoạn kinh tế tôi đã nói hồi nãy gây ra. Và cái thứ hai là cách nói của riêng tôi. Nói tóm lại câu chuyện về Montana mà tôi nói hôm nay muốn cảnh tỉnh cho những ai đang nắm giữ quyền đất nước, thì tôi không có, thực sự tôi biết là tôi không có quyền lên tiếng, nhưng mà các bạn muốn nghe cũng được, mọi người không muốn nghe tôi cũng không bắt đâu, không sao ha. Thì cái điều này tôi muốn nói là các bạn hoặc là các chú, các anh hay là các chị, nói chung là ai cũng được, nếu như các bạn có cái tri thức, có sự nhận thức, hãy cố gắng để tạo ra một cái nền kinh tế tốt hơn và giữ gìn thiên nhiên của chúng ta để không phải lệ thuộc những nước khác. Rồi đó là phần của tôi thôi ha, chứ không phải phần của cuốn sách đâu. Ok vậy nha, đó là những phần của mình hôm nay. Cảm ơn các bạn đã lắng xem. Bye bye.